Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, phụ mà không phụ, đó là quan điểm chung của rất nhiều người khi nói đến nhà vệ sinh công cộng và càng không thể thiếu ở những đô thị văn minh. Tuy nhiên, tại nhiều điểm vui chơi đông người ở thành phố Hưng Yên lại đang thiếu vắng các công trình nhà vệ sinh công cộng. Nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại quảng trường ở thành phố Hưng Yên vào một buổi chiều. Đây trở thành địa điểm lý tưởng để mọi người ngồi nghỉ ngơi, uống nước, dạo bộ và tập thể dục sau một ngày làm việc. Tuy nhiên đập vào mắt là hình ảnh không đẹp, bởi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chứng kiến nhiều người vô tư đi tiểu bậy bừa bãi. Đây là hành vi thiếu ý thức, cần lên án. Nhưng sự thật, đến nay khu vực quảng trường chưa có nhà vệ sinh công cộng. Tôi thì thường xuyên cũng thỉnh thoảng là đi ra đây tập thể dục. Tổng quát thì điều kiện ở đây khu du lịch thì đẹp đấy. Thực tế người thì đông mà hầu như thấy toàn đi vệ sinh, ra những vào những cái chỗ cây cối bụi rậm, làm mất cả mỹ quan thành phố. Dù vậy không ít người lại cho rằng việc đi vệ sinh bừa bãi cũng xuất phát từ việc một số điểm vui chơi, khu công viên trên địa bàn thành phố Hưng Yên không có nhà vệ sinh công cộng. Ở quảng trường là không có, kể ra mà không có cái khu vệ sinh thì nghe nó cũng bất tiện. Mình không cần xây to quá mà mình có thể lên trải nó ra ở một cái chỗ nào đó có một cái nhà vệ sinh như kiểu trên thành phố người ta hay có những cái vệ sinh tự động gấu nhỏ đấy. Điều người dân phản ánh là có cơ sở khi dạo quanh tại một số điểm vui chơi như công viên Hồ Bán Nguyệt, quảng trường hay những nơi có mật độ người dân và du khách qua lại nhiều trên địa bàn thành phố Hưng Yên, không hề thấy bóng dáng nhà vệ sinh công cộng. Duy chỉ có công viên Nam Hòa thuộc địa bàn phường Lê Lợi đã được ban quản lý dự án thành phố Hưng Yên cải tạo, xây dựng hai nhà vệ sinh, bàn giao tạm thời cho công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên quản lý vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, ghi nhận vào chiều ngày 4 tháng 4 vừa qua, chúng tôi quay được cảnh nhiều em học sinh muốn sử dụng nhà vệ sinh nhưng hệ thống cửa đều khóa, một số hạng mục còn có dấu hiệu hư hỏng, tạo thành điểm chứa rác thải hay thậm chí dọc hành lang nhà vệ sinh bị biến thành điểm tiểu bậy như thế này. Điều đó tạo ra nghịch lý, nơi cần thì không có, mà nơi có thì khó sử dụng, gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị. Công viên Nam Hà có hai cái nhà vệ sinh ạ, nhưng không cái nào mở cả ạ. Xây lâu chưa? Xây lâu rồi ạ, chắc cũng gần một năm rồi ạ. Chứ cháu ra đây mãi mà mỗi lần buồn thì không thấy nó mở. Mà ở đây cũng lâu rồi mà chả thấy ai. Thấy nhiều người cũng ra đây nhưng không thấy mở, người ta lại đi luôn ạ. Mỗi lần đến đây chơi thì nhà vệ sinh không mở cửa rồi ạ. Nhưng tại sao cháu lại biết là không mở cửa? Tại mấy lần đi ra mở cái kia không được, nó khóa ở bên trong. Chỗ công cộng này phải có nhà vệ sinh đi, thế không thì xin nhà dân thì hơi bất tiện ạ. Ngay sau khi phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến ghi hình phản ánh, ngày 6 tháng 4, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã cử nhân viên đến công viên Nam Hòa dọn và mở cửa nhà vệ sinh để người dân có thể đi vào sử dụng. Tới đây, mục ống kính phóng viên tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.